Sau một ngày chuẩn bị, sáng nay, ngày 2 tháng 10 năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã long trọng khai mạc. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo một số bộ ngành trung ương, các địa phương cùng 347 đại biểu đại diện cho nguyện vọng và ý chí của nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhấn mạnh: Sau 30 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, giành được những thành tựu to lớn. Đặc biệt, trong 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, Đảng bộ quân và dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã đoàn kết phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội 16 đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm trên 80%, tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm cao hơn bình quân chung của cả nước. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người đứng thứ 3 trong các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc, gần bằng GDP bình quân đầu người của cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất so với 6 tỉnh vùng Tây Bắc. Gần một nửa số xã đạt chuẩn nông thôn mới, đứng thứ 3 trong các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc, đứng đầu các tỉnh vùng Tây Bắc. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng những thành tựu tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó nổi bật là những bước tiến về nghiên cứu, xây dựng, định hướng phát triển với tầm nhìn dài hạn nhằm phát huy lợi thế là cầu nối giữa vùng Trung Du và miền núi phía Bắc với vùng đồng bằng sông Hồng cũng như vị trí nằm trong vùng thủ đô có tuyến cao tốc Láng, Hòa Lạc, Hòa Bình. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh, Hòa Bình cần tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, sử dụng có hiệu quả đất khu công nghiệp, xây dựng các tiêu chí để thu hút, lựa chọn các nhà đầu tư sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, phù hợp với mục tiêu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Theo Chủ tịch Quốc hội, Hòa Bình cần định hình cơ cấu phát triển kinh tế bền vững, phù hợp, phát huy lợi thế phát triển nông lâm nghiệp, tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, khuyến khích áp dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến, bảo quản tiêu thụ nông sản, phát triển các loại hình chăn nuôi phù hợp với lợi thế của tỉnh. Chú trọng hơn công tác xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của tỉnh như cam Cao Phong, bưởi Tân Lạc, có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong nước và tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Chủ tịch Quốc hội đề nghị mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, phải vừa có đức vừa có tài. Trong đó, đức là gốc, vừa hồng vừa chuyên, dám nghĩ dám làm, có năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng đóng góp vào sự lãnh đạo của cấp ủy để bầu vào ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới với các cơ cấu hợp lý và chọn đúng người. Ban chấp hành khóa mới phải là một tập thể lãnh đạo đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra. Đồng thời, đại hội lựa chọn bầu đoàn đại biểu thực sự tiêu biểu cho Đảng bộ đi dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong thời gian 3 ngày, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10 năm 2020.